cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, cửa vào xuất nhập cảnh. Rồi xin chào các bạn ha. Ở video này thì kênh Nhật ký 365 gửi đến cho các bạn một số hình ảnh, hoạt động giao thương mua bán qua lại giữa Việt Nam và Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp, và phía bên kia là đất nước bạn Campuchia, là tiếp giáp với tỉnh Reven của Campuchia. Đó thì khác lạ so với những cái cách đây 1-2 năm trước khi dịch. Và hiện tại thì bây giờ là 3 giờ chiều mà mình đang có mặt tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Nó thì mình thông tin sơ cho các bạn một vài những ý như sau, thì các bạn quan sát các bạn thấy không, vắng tanh như chùa Bà Đanh, nó không có ai hết, rất là vắng. Lâu lâu thì có một người Campuchia bên xe bên kia chạy qua thôi, chứ thực ra là các bạn thấy là không có luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi, mình sẽ tiến gần lại cửa khẩu và mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây là chiếc xe tải vận tải quốc hòa mới vừa qua cửa khẩu này các bạn. Đó. Qua từ chở từ Campuchia chở qua. Xe này chở gì ha? Phân. Phân hả? Cái này mình đi qua lại dễ không? Không, có nghĩa là mình cái này mình đi qua lại cho cổng này nè, trạm này dễ không? Mình đi qua vậy tốn nhiêu tiền, về tốn nhiêu? 10.000 hả? Xem đây, còn xe này? À, bên chủ hàng tính hả? Nhưng mà mình đi qua lại mình có phải có bắt bo gì không? Giấy chứng minh được phải không? Giống như mình quen á hả? Cỡ này sao cái cửa khẩu này nhìn nó vắng như chùa Bà Đanh trời. Quá vắng ha. Hàng quá không có. Ủa mà em có thể cho biết là tại sao nó vắng dữ vậy không? Này cũng như hàng quá ít á. Hàng quá thì xài đồ lúa đồ nhiều quá thì qua ầm ầm như hôm nay. Không có đâu là cái nãy giờ chạy vòng vòng chưa không thấy trái xài đâu hết, mà cũng không thấy lúa luôn. Giống như chưa tới hả? Chưa có. Chưa có hả? Năm nay có chứ, một năm mà thấy đông dữ lắm luôn á. Đông dữ lắm. Này là y luôn. Phân này là mình lấy từ bên Campuchia về mình bán nó cho Việt Nam á hả? Đâu có. Hay. Sài Gòn về đưa qua Campuchia. À, có nghĩa là mình trả từ Sài Gòn về, xuất khẩu qua Campuchia. Rồi đó là một vài thông tin mình hỏi bạn tài xế về cái hoạt động giao thương tại cửa khẩu các bạn. Bây giờ mình đi gần lại cái chỗ chốt mình tìm hiểu thêm tí nữa coi. Anh ơi, em đi vòng vòng quay phim được không? Không được. Không được hả? Rồi. Cảm ơn. Mình định xin hỏi mình đi qua bên phía bên bạn để mình quay phim thì hai chú bộ đội gác không cho các bạn. Rồi mình đi qua cái trước ở phía trước cửa khẩu mình nè. Lại mình làm quen mình hỏi hai cái cô bán trái cây. Bạn trong cửa khẩu mà hả? Mình chạy chỉ bên Việt Nam hay là bên Campuchia? Ở Việt Nam. Ở Việt Nam hả? Ở cái mình đó. Gì đó hả? Bên đây là da bán bảy chín gì đó. Rồi chị bán đây mấy giờ chị bán? Chị mấy giờ về? 5 giờ đem ra bán tới 5-6 giờ chiều mới nghỉ. 5-6 giờ chiều mới nghỉ. Thường thường khách qua lại mua này là khách Việt hay là khách Campuchia? Campuchia có, Việt Nam có. Mình bán khách Nhãn Lai với đóng mấy người đóng giấy tờ đi lên Nam Giang rồi luôn nè. Mà theo em quan sát em thấy thì nó rất là vắng đó. Nguyên nhân là nó vắng dữ vậy? Cỡ này lúa chắc cũng ít lắm. Không có lúa phải không? Không có lúa. Lúa nè với lại gì xoài. Xoài đúng rồi. Nhưng mà mùa này cũng vô mùa lúa mà. Dạ, mà bây giờ nó đi hướng khác chứ, mà nó đi hướng khác. Nó đi cửa khẩu khác là sao? Dạ. À. Bởi vì giờ như như cái đường này là hình như cũng lên Campuchia phải không? Không, cái đường này là cái bãi lúa với bánh tráng. À, bãi lúa hả? Bãi lúa với bánh tráng. Cổng này nè, Campuchia nè. Cái này là cổng cũng nhập nè, bên đây cũng xuất nè. Cổng nhập có nghĩa là cổng nhập đi xuống. Trên về đây. À trên kia về đây là đi qua cổng này, còn bây giờ mình muốn đi ở dưới đi lên thì ở bên Việt Nam đi lên trên cổng. Đi qua cổng bên kia ha. Để đi qua bên đây xem coi có gì khác không. Cam này của Việt Nam ở Campuchia anh? Cam. À Việt Nam hả? Một xe cam luôn. Đây ha.
có một cái điều đặc biệt ở ngay cửa khẩu nha các bạn, với những cái đường biên giới á, thì mặc dù là không có biển hiệu cấm quay phim chụp ảnh nhưng các bạn không được quay, các bạn chỉ quay lén thôi. Nó khi mà không thấy mấy chú bộ đội thì các bạn có thể quay, nhưng mà các bạn quay vì mục đích là bình thường thôi, không có vi phạm, không có gì hết. Bạn quay về nói chung là không có kích động á thì các bạn cứ quay bình thường. À, còn các bạn quay lên mà các bạn nói xuyên tạc gì đó thì không nên nha. In the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.